Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Trong mô hình phát triển kinh tế của người nông dân hiện nay, phát triển trồng cây chanh leo hay còn gọi là cây chanh dây hiện nay không còn quá xa lạ đối với chúng ta nữa. Và hiện nay cái mô hình này cũng được phát triển khá phổ biến. Tuy nhiên để trồng và chăm sóc cái cây chanh leo như thế nào để mang lại cái hiệu quả, cái năng suất cao thì đòi hỏi cần phải có cái kỹ thuật. Ở video này em sẽ chia sẻ với các bác về cái kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây chanh leo làm sao để mang lại cái giá trị, hiệu quả kinh tế và cái năng suất cao nhất. Sau đây em sẽ chia sẻ cái vườn kinh nghiệm trồng vườn chanh leo của nhà và xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Người Tỷ Đồng. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và công chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Các bác thân mến, chanh dây hay còn gọi là chanh leo, mát mát lạc tiên. Cái việc trồng chanh dây thực tế không quá phức tạp và yêu cầu vốn đầu tư thì không cao. Kỹ thuật chăm sóc thì cũng khá đơn giản. Nhờ đó mà cái mô hình trồng cây chanh dây hiện nay đã và đang mang lại cái nguồn lợi nhuận to lớn cho bà con nông dân ở rất nhiều các cái vùng miền khác nhau. Điển hình như là tập trung trồng ở Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Nhờ áp dụng đúng cái kỹ thuật chăm sóc cây chanh leo mà bà con đã thu được năng suất khá cao, bình quân đạt từ 70 đến 100 tấn trên 1 hecta trên năm. Và có nhiều hộ còn đạt tới 130 tấn trên 1 hecta, đem lại cái hiệu quả, cái lợi nhuận kinh tế khá cao. Về cơ bản cây chanh dây có thể được trồng ở khắp các vùng miền như cả nước. Tuy nhiên để thu được nhiều trái năng suất cao thì cây này yêu cầu điều kiện sinh thái như đất đai, nhiệt độ, ánh sáng và lượng mưa phù hợp mang lại cái năng suất rất cao. Cái cây chanh leo nó không kén đất nhưng mà nó phù hợp hơn đối với cái loại đất có cái thành phần hữu cơ cơ giới nhẹ và thoát nước tốt và nhiệt độ thích hợp từ 16 đến 30 độ C. Và đối với vùng trồng không có sương muối, như vậy là ở đối với các cái tỉnh vùng cao phía Bắc rét đậm, rét hại và sương muối thường xuyên thì hầu như bà con không thể phát triển được cái đối với cái chanh dây. Thì ánh sáng thì ưa có độ ánh sáng nhẹ và đòi hỏi cái lượng mưa trung bình, phân bố đều, giai đoạn sai quả và nuôi quả yêu cầu lượng nước nhiều hơn. Nếu thiếu nước quả sẽ bị teo, sần sùi, xấu và dễ bị rụng trái, rụng quả. Đối với chanh dây tím thì có nguồn gốc chủ yếu từ Đài Loan và cũng có khả năng sinh trưởng tốt, nhưng yêu cầu địa hình phải cao. Năng suất thì vượt trội, kích thước trái từ vừa đến lớn. Khi chín quả chanh có màu tím hoặc là màu đỏ. Giống chanh này được thị trường rất ưu ái hơn tất cả các loại chanh khác. Thì quá trình trồng chanh leo thì cái việc lựa chọn đối với cây giống là rất quan trọng. Các bác cần phải chọn những cây khỏe mạnh, không có sâu bệnh, lá thì tươi và đang phát triển tốt. Và chọn cây ươm trong bầu, có chiều cao thường từ 10 đến 12 cm. Và khi mua cây giống trong các vườn ươm thì các bác nên chọn mua các cái vườn ươm có uy tín và có giấy chứng nhận. Giống cây đem ươm phải có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Đối với cây chanh leo thì chúng ta có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên cái thời vụ thích hợp nhất để trồng cái cây này là thường vào khoảng cuối tháng 11 và sang đến tháng 1 năm sau. Thì đối với mật độ và khoảng cách trồng ấy, như cái vườn các bác đang xem đây là trồng không có xen canh với những loại cây khác, thì trồng khoảng cách 3m x 3m tương đương với mật độ 1.000 cây trên 1 hecta. Đối với cái loại bắc giàn truyền thống như thế này và khoảng đối với cái loại giàn thẳng đứng khác như các loại giàn chữ T, giàn chữ A thì người ta sẽ trồng cách khoảng từ 3 x 2 mét và tương đương với mật độ khoảng 1.800 cây trên 1 hecta. Thì cũng như các cái loại cây trồng khác, trước khi chúng ta trồng cây thì phải chuẩn bị đất trồng cho nó đảm bảo. Để chuẩn bị đất trồng chúng ta nên chuẩn bị trước khoảng 1 tháng, làm sạch cỏ trong vườn và đánh đất tơi xốp bằng phẳng
Nếu chiều trồng trên các cái địa hình đất mà dốc thì bà con nên làm các cái rãnh thoát nước để chống sói mòn, rửa trôi vào mùa mưa. Và chúng ta không nên trồng ở những cái nơi vùng đất là trũng, dễ bị ngập úng, khó thoát nước. Nếu trước đó vườn của nhà các bác mà đã trồng cây tiêu, cà phê thì cũng cần phải cày sới và canh tác để tránh những cái mầm bệnh như bệnh lở cổ rễ, các cái loại virus gây hại. Và chúng ta đào hố và xử lý hố. Đối với đào hố để trồng cây chanh leo thì thường chúng ta sẽ đào các cái hố có kích thước từ 50x50 và có chiều sâu cũng khoảng 50cm. Đối với vùng đất khó đào thì nên đào sâu hơn một chút. Và khi nào đào lớp đất ở độ sâu 20-25cm thì để riêng một bên, để lớp đất còn lại phía dưới thì để sang một bên, và để chúng ta lấy cái lớp đất ở trên có nhiều cái chất hữu cơ để sau này trồng chúng ta sẽ lấp lại. Sau đó chúng ta sẽ bón lót. Thường như em sẽ sử dụng từ 10-20kg phân chuồng, đấy là phân ủ hoai mục rồi các bác nhé. Và cũng có thể dùng 2-3kg phân vi sinh, và chúng ta trộn với lại khoảng nửa cân lân và nửa cân vôi bột, và các trộn với một số cái loại thuốc chế phẩm đối kháng để chống bệnh, và đem phân bón trộn đều với lớp đất trên mặt để chúng ta bón phủ xuống dưới hố. Sau khi làm hố xong, bón lót xong thì chúng ta tiến hành làm giàn cho chanh leo các bác nhé. Vì chanh leo đây là một cái loại cây leo, dây leo, nên là cái việc làm giàn hết sức quan trọng. Thì để làm giàn ấy thì có nhiều kiểu làm giàn. Đây các bác xem ở vườn của em là em bác giàn theo kiểu truyền thống. Thì đối với giàn truyền thống ấy, là kiểu giàn sử dụng, thường chúng ta hay sử dụng để trồng bầu, bí, mướp và mướp đắng. Thì bà con sử dụng cọc tre xen kẽ với cọc bê tông, sử dụng các cái loại cọc có độ chắc chắn và cắt đều nhau. Phía trên chúng ta dùng dây kẽm đan thành lưới ô vuông, cố định dây kẽm vào đầu cọc tre hoặc là cọc bê tông. Đây vườn nhà em thì sử dụng 100% các cọc tre các bác ạ. Tuy giàn dễ thi công nhưng mà cái chất lượng quả sẽ không đồng đều, khó phòng trừ sâu bệnh. Và sang năm thứ hai thì đối với loại giàn Bắc Yên Thái cũng rất dễ bị sập. Đối với cái kỹ thuật làm cái giàn truyền thống này, em sẽ chia sẻ với các bác cụ thể ở một cái video sau. Mong các bác đón xem. Thì khi sau khi chúng ta bắt giàn chanh leo ấy, thì chúng ta tiến hành trồng cây. Thì ở giữa hố đất mà các bác đã bón lót thì chúng ta đã cần đào một cái hố nhỏ ở giữa và đặt bầu cây, đặt cây con nhẹ nhàng xuống hố và vun đất tơi xốp, nén nhẹ, dùng cọc cắm hoặc là buộc thân cây vào cọc để cố định trước cho cây con không bị gió lung lay làm bị đổ. Và sau khi trồng thì chúng ta tưới đẫm nước để cho nó bén rễ. Cây chanh sau khi trồng thì chúng ta cần quan tâm đến việc tưới nước. Cây chanh dây không chịu được ngập úng nhưng lại cần cái độ ẩm khá cao, nên chúng ta duy trì tưới thường xuyên khoảng 2 lần trên một ngày vào mùa khô. Thời điểm cây đang ra hoa đậu trái, nuôi trái thì cần tăng cái lượng nước lên. Thì chúng ta có thể lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt xung quanh gốc để tiết kiệm nước, duy trì độ ẩm mà thích hợp cho cây. Vào mùa mưa ấy, cần theo dõi thường xuyên và tiêu nước kịp thời, không để bị ngập úng. Bên cạnh đó cũng cần phải quan tâm đến việc bón phân cho cây. Thì bón lót thì như phần trước em cũng đã trao đổi với các bác. Còn sau khi cây chanh phát triển chúng ta cần bón thúc. Giai đoạn này cây con cần tiến hành bón thúc cho cây để kích thích cây phát triển rễ và cành, lá. Thì giai đoạn bón thúc thì ta cần nên sử dụng các cái loại phân như NPK có cái tỷ lệ đạm và lân cao, và chúng ta bón thành nhiều lần, mỗi lần cách nhau từ 10-15 ngày, và chúng ta bón kéo dài trong khoảng 2 tháng đầu tiên.
Và từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 6 thì chúng ta cần bón tăng cái lượng phân lên nhiều hơn, và cũng sử dụng cái loại NPK có cái lượng đạm và lân cao. Thì đối với cây chanh leo thì từ tháng thứ 6 trở đi thì bắt đầu cho ra hoa và đậu quả. Nên ở giai đoạn này chúng ta bón phân thì lưu ý nên bón các cái loại phân có cái hàm lượng kali cao hơn để tăng cái chất lượng cho quả và tăng tỷ lệ đậu trái. Thì thường mỗi gốc em sẽ bón khoảng 0,3 đến 0,5 kg trên một đợt bón. Khi bón phân thì ta nên trộn đều với lớp đất mặt rồi lấp xuống dưới cái rãnh. Và thường chúng ta sẽ làm rãnh sâu khoảng 25 đến 30 cm và cách gốc từ 0,5 đến 1 m. Và các bác cũng lưu ý chúng ta không nên bón phân vào sát các cái gốc cây. Thì bên cạnh bổ sung các loại phân vi lượng thì chúng ta cũng cần bổ sung cái phân bón hữu cơ cho cây để cây đảm bảo phát triển tốt lâu dài và tránh được các cái mầm bệnh. Thì khi bón phân hữu cơ chúng ta nên bón vào đầu và cuối mùa mưa và tiến hành đánh rãnh đối xứng ở các cái gốc cây, và chúng ta bón từ 5 đến 10 kg phân chuồng. Và khi bón chúng ta trộn với lại lượng phân lân và vôi bột, chúng ta trộn đều lên. Chúng ta trộn đều với cái lớp đất trên mặt đấy, và chúng ta lấp xuống dưới rãnh. Và thường chúng ta làm rãnh sâu cũng từ 25 đến 30 cm và lên làm cách gốc từ 0,5 đến 1 m. Và nếu thời điểm mà bón phân đang thuộc giai đoạn thu hoạch thì có thể rời sang cái thời gian khác, miễn sao đảm bảo một năm chúng ta nên bón phân hữu cơ được 1 đến 2 lần. Quá trình chăm sóc thì chúng ta cũng phải cần phải thường xuyên kiểm tra cái trạng thái của lá cây. Và nếu lá cây hiện các cái màu vàng nhạt, rõ gân xanh thì cây đang thiếu vi lượng, thì chúng ta tiến hành phun phân bón lá qua lá. Mỗi năm phun bình quân từ 1 đến 2 lần. Và khi phun thì cần phun vào các ngày mát trời hoặc là buổi chiều tối, phun ướt đều mặt lá và để tăng cái hiệu quả thẩm thấu của thuốc hơn. Và có thể kết hợp pha chung với các loại thuốc bảo vệ thực vật. Thì đối với cây chanh leo ấy, khi sinh trưởng và phát triển nhanh thì do đó chúng ta cũng cần phải áp dụng đúng với kỹ thuật và quan tâm đến cắt tỉa tạo tán để tăng cái diện tích tán cây tiếp xúc với cái ánh sáng. Thì thân cây phát triển cân đối và khi có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và thúc cây ra nhiều hoa và sai quả và đạt cái năng suất cao. Thì cắt tỉa tạo tán này cũng tùy từng vườn để chúng ta cắt cho nó phù hợp. Tuy nhiên là cần phải tuân thủ nguyên tắc cắt cách cái chỗ phân cành chính từ 10 đến 15 cm. Chúng ta không cắt để xa quá hoặc là cắt sát quá. Và sử dụng kéo cắt hoặc dao cắt thì phải sắc bén và sạch. Và chúng ta cắt lần lượt tán từ bên trong ra đến bên ngoài và cắt từ cành lớn rồi đến cành bé. Và sau khi cắt tỉa thì chúng ta cần phải dọn sạch sẽ để tránh ủ các cái mầm bệnh. Thì vườn chanh của chúng ta cũng cần phải thường xuyên quan tâm đến việc làm bồn và làm sạch cỏ. Chúng ta sử dụng các cái biện pháp thủ công để làm cỏ định kỳ quanh các cái gốc cây, tránh sử dụng các cái loại thuốc diệt cỏ để gây ảnh hưởng đến cây. Và quan tâm sử dụng các cái loại thuốc để chúng ta phòng trừ các cái loại sâu bệnh hại cho cây chanh leo. Đối với cây chanh leo thì rất dễ bị nhiễm, lây nhiễm các cái loại bệnh như là tuyến trùng, các cái loại nấm, vi khuẩn, virus gây ra. Nên là quá trình chăm sóc chúng ta phải đặc biệt thường xuyên quan tâm và phòng trừ kịp thời. Đối với loại chanh leo này thì chúng ta chăm đúng kỹ thuật thì thời gian cho thu hoạch kéo dài thường khoảng 2 năm đến trên 2 năm và mang lại cái giá trị hiệu quả kinh tế rất cao đối với người nông dân hiện nay. Thì hôm nay em làm cái video này cũng muốn chia sẻ với các bác về kinh nghiệm của bản thân trong quá trình tìm hiểu trồng và chăm sóc cái cây chanh leo hay còn gọi là chanh dây. Thì em muốn chia sẻ để các bác tham khảo.
Em xin dừng video ở đây. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin kính chào, tạm biệt tất cả các bác. Chúc các bác ứng dụng có hiệu quả vào vườn cây của nhà mình và có được một mùa bội thu. Hẹn gặp lại các bác ở video sau.